Đấy. Kiểu như khi mà mình quen nhau lâu mình cảm giác nó quen thuộc quá thì đôi lúc mình có đôi lúc mình hơi lỡ đánh mình ít quan tâm bạn gái lại thì khiến bạn gái buồn và bạn gái chia tay em. Tôi thấy cảm giác quen quá thôi, không cần quan tâm, không cần chăm sóc đúng không? Trời ơi, Linh đó, mới có 2 năm mà lâu cái gì không biết nữa. Bây giờ phải rút kinh nghiệm cho cái mối tình tiếp theo nghe chưa? Dạ. Còn em sao nè? Dạ, còn em thì trải qua một mối tình ạ. Được khoảng tầm 6 tháng. Thì lúc đó em ra trường rồi. Thì cũng quen như vậy nhưng mà cũng không xác định. Vậy là người đó thì rất là khó tính ạ. Vậy là ra trường. Nên là khi mà em vào Nam lập nghiệp sinh sống thì chia tay ạ. Dạ, chia tay cũng được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi. Mà 3 năm rồi em không có mối tình nào khác luôn. Dạ. Thiệt luôn á hả? Em thì kiểu như là nói chuyện rồi là đấy thôi chứ không có yêu ạ. Em xinh vậy á, chị nghĩ là chắc nhiều người nhào vô lắm. Tại vì ở trong môi trường làm việc của em là giáo viên tiểu học nên là ở trong trường thì rất là ít thầy ạ, toàn là cô. Chị rất là hy vọng khi mà tụi em mở rào ra là tụi em sẽ là một nửa của nhau. Đầu tiên nghe hai cái giọng này là thấy cưng rồi đó. Rồi, bây giờ bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng bình thường lắm, em chỉ cần bạn nữ cao cỡ 1,5 m đổ lên. Đơn giản ngoại hình thì cũng bình thường thôi. Quê thì nếu mà được biên trúng nhà em thì quả là tuyệt vời rồi. Thì là quê rồi mà còn giả dạ, thì mà thì bởi vậy lúc mà vừa nghe giới thiệu nghe kêu này quê Hà Tĩnh là thấy cũng thích rồi. Ngon rồi ha. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Dạ không. Không ha. Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Kiểu như là ăn chơi đua đòi quá. Phụ nữ ăn chơi đua đòi hả? Dạ. Yên tâm đi, bên đây ta giáo viên là không có vụ ăn chơi rồi. Kiểu như mẫu mực xíu. Mẫu mực ha. Còn em nè, còn em sao nè, em mong muốn điểm mà em không ứng ở người bạn trai là nếu bạn ấy ra trường nói được mà không làm được ạ. Dạ, vậy là tình nóng thì em không thích. Nhưng mà em muốn người đàn ông. Rồi bây giờ thì hai bạn đẹp vậy? Giới thiệu lớn lên nha em trai. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái ở phía bên kia và chào tất cả các khán giả ở đây ạ. Em tên là Nguyễn Văn Thành, em năm nay 25 tuổi. Em thì sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng mà hiện tại thì gia đình đang sinh sống ở Đắk Lắk. Còn em thì đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì em đang làm nhân viên giám sát thi công và phát triển mặt bằng của công ty. Còn em sao nè? Dạ, em kính chào chị Hồng Vân ạ, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Nhung Nguyên ạ. Năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra ở Hà Tĩnh và đang làm giáo viên tiểu học tại quận Bình Tân ạ. Vậy là đồng hương á. Đồng hương đó. Đúng không? Hai bạn biết nói tiếng địa phương á, nói với nhau đi dễ thương á. Em sợ nói vậy rồi anh chị với quý khán giả đây không nghe được thôi. Không nghe, trời ơi. Anh nghe có tiếng Lào luôn chứ đừng nói. Em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Rồi nói thử bằng tiếng quê mình nào. Em theo như mọi người nhận xét thì em rất là hòa đồng, vui vẻ và rất là hiền. Em cũng biết nấu ăn và biết thêu thua và đan lạt đi ạ. Còn cái điểm yếu? Còn điểm yếu của em thì nhiều khi trong công việc hoặc là trong đời sống nhiều khi em không có được kỹ lắm. Nhiều em làm hơi nhanh nên là có hơi bị mắc lỗi ạ. Dạ. Hôm nay em bị cảm nên là hơi bị khan tiếng đi ạ. Trời ơi, dễ thương quá em ơi. Bên kia nói nghe coi nè. Điểm mạnh của em thì là cùng hòa đồng, vui vẻ. Nói chung là tự tin được đám đông. Còn điểm yếu của em thì hãy quên, với lại là đôi lúc nó hơi nóng vội một xíu ạ. Trời ơi, Linh biết không, hai bạn này mà nói cái tiếng quê hương với nhau, tiếng quê mình với nhau là tự dưng là các bạn sẽ có cảm xúc khác liền. Thấy đúng bạn rồi. Nữ bên đây nghe bạn nam nói mà gọi là nghe chăm chú mà mỉm cười vui vẻ. Mình nghe đồng hương mình nói tự nhiên mình rất là cảm động ha. Cưng lắm luôn. Rồi bây giờ em nói đi, đường tình duyên thế nào nè em trai? Là đường tình duyên thì em có trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối hả? Hai ạ, 2 mối tình thì thời sinh viên, còn một mối tình thì gần đấy ạ, quen nhau 2 năm. 2 năm cũng dài đó. Dạ. Tại sao chia tay? Kiểu như khi mà mình quen nhau lâu mình cảm giác nó quen thuộc quá thì đôi lúc mình có đôi lúc mình hơi lỡ đánh mình ít quan tâm bạn gái lại thì khiến bạn gái buồn và bạn gái chia tay em. Tôi thấy cảm giác quen quá thôi, không cần quan tâm, không cần chăm sóc đúng không? Trời ơi Linh đó, mới có 2 năm mà lâu cái gì không biết nữa. Bây giờ phải rút kinh nghiệm cho cái mối tình tiếp theo nghe chưa? Dạ. Còn em sao nè? Dạ, còn em thì trải qua một mối tình ạ. Được khoảng tầm 6 tháng. Thì lúc đó em ra trường rồi.
thì cũng quen như vậy, nhưng mà cũng không xác định. Vậy là người đó thì rất là khó tính, vậy là giá trưởng. Nên là khi mà em vào Nam lập nghiệp sinh sống thì chia tay ạ. Chia tay cũng được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi, mà 3 năm rồi em không có mối tình nào khác luôn. Dạ. Thiệt luôn á hả? Em thì kiểu như là nói chuyện rồi là đấy thôi, chứ không có yêu ạ. Em xinh vậy á, chị nghĩ là chắc nhiều người nhào vô lắm á. Tại vì ở trong môi trường làm việc của em là giáo viên tiểu học, nên là ở trong trường thì rất là ít thầy ạ, toàn là cô. Chị rất là hy vọng khi mà tụi em mở rào ra là tụi em sẽ là một nửa của nhau. Đầu tiên nghe hai cái giọng này là thấy cưng rồi đó. Rồi, bây giờ bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng bình thường lắm, em chỉ cần bạn nữ cao cỡ 1.5 đổ lên. Đơn giản ngoại hình thì cũng bình thường thôi. Quê thì nếu mà được biên trúng nhà em thì quả là tuyệt vời rồi. Thì là quê rồi mà còn giả dạ, thì bởi vậy lúc mà vừa nghe giới thiệu nghe kêu này quê Hà Tĩnh là thấy cũng thích rồi. Ngon rồi ha. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Dạ không. Không ha. Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Kiểu như là ăn chơi đua đòi quá. Phụ nữ ăn chơi đua đòi hả? Dạ. Yên tâm đi, bên đây ta giáo viên là không có vụ ăn chơi rồi. Kiểu như mẫu mực xíu. Mẫu mực ha. Còn em nè, còn em sao nè, em mong muốn nữa. Điểm mà em không ứng ở người bạn trai là nếu bạn ấy ra trường nói được mà không làm được ạ. Dạ, vậy là tình nóng thì em không thích. Nhưng mà em muốn người đàn ông mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Em thì không có hình mẫu lý tưởng, nhưng mà cũng tâm cao trên 1m65 ạ. Mà đứng đắn chững chạc ạ. Đứng đắn chững chạc. Biết suy nghĩ ạ. Có cần đẹp trai không? Có cần không? Bình thường được rồi ạ. Bình thường được rồi. Không cần đẹp trai. Rồi tôi qua đi, tôi xem kìa. Đẹp trai là hơn mức bình thường. Nói chung là cũng hot boy lắm á. Đây coi này nè. Ơi, coi hết đẹp trai đi. Quay cho tôi coi mặt. Đó. Trời. Sáng sủa lắm à. Nói chung là hôm nay là bên đàn trai bằng đàn gái là coi như là 1 9 1 10 ha. Bên đó cũng hột xoàn đá quý, bên đây lấy cũng phải bù của. Thôi nói chung là ok rồi đó. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với mẹ em ạ. Mẹ cho ý kiến coi nè mẹ. Xin chào MC Quyên Linh, xin chào MC Hồng Vân. Chào khán giả trong trường quay, chào cháu. Cô ạ. Tôi là mẹ của cháu Thanh, đến từ Đắk Lắk. Bạn gái bên này thì rất xinh, rất dễ thương. Nói chung là mẹ là ứng lắm rồi đó. Mẹ ứng lắm rồi đó. Mong hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nhất là mình ở cùng quê cùng cảnh thì nó hiểu nhau hơn. Dạ, xin hết. Rồi, cảm ơn mẹ. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình với phụ huynh lớp em ạ. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân và tất cả quý khán giả. Chị thấy bạn bên đây thì nói chung là về đẹp trai thì thấy là đẹp trai rồi đó. Còn tính cách thì như thế nào thì hai em thì cứ cho nhau cơ hội rồi mình sẽ tiến tới sau này như thế nào đó thì tính sau. Rồi, cảm ơn em. Dễ thương quá. Tôi thấy là mở liền đi, tại vì tôi muốn hai đứa nhỏ này nó gặp nhau quá mở đi ông mới ơi. Mở rào đi. Trai tài gái sắc gặp nhau nha. Chào em, cái đấy là bơ Đắk Lắk ở nhà anh trồng được, đến là mẹ anh là hải lên để tặng cho em á. Em cảm ơn anh ạ. Và em có một bức tranh tặng anh ạ, em thêu trong vòng 1 tháng ạ. Và bức tranh này có ý nghĩa là chúc anh trong cuộc sống và công việc là mọi việc đều như ý ạ. Trời ơi, giỏi quá, các tình ý. Đây. Wow. Có 4 dòng thơ em viết tặng anh về quê hương em ấy. Rồi. Sứ Nghệ ơi, quê hương bao thương bao nhớ, nơi có mẹ cha dưỡng dục sinh thành, nơi sinh ra câu hò điệu ví, sông Lam núi Hồng cảnh đẹp như tranh. Anh cũng có chuẩn bị một bài hát, nhưng mà tại do là lên đây rúng quá nên là chắc anh hát được đến đoạn nào thì đến đoạn đó thôi. Là anh xin hát bài về Sứ Nghệ cùng anh. Em có về Sứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi quê anh thắm đượm tình quê. Em có về Sứ Nghệ với anh không? Hát gì cao như vậy? Hai đứa ngồi đi để nói chuyện với nhau đi. Em có về Sứ Nghệ với anh không? Rồi
Nghe câu đó hay trời quá. Ơi, mà hai đứa này nó đẹp giống như là nghệ sĩ vậy ha, tài tử điện ảnh rồi ha. À, lần đầu gặp mặt thì em thấy anh như thế nào? Anh trẻ, rất là trẻ ạ. Trẻ. Ít tuổi hơn đúng không ạ? Đúng rồi, em hơn anh một tuổi. Người ta nói ở đúng rồi. Dạ, anh ở Huyền Mô, Hà Tĩnh ạ? Anh thì ở Thạch Hà. Thạch Hà gần nhà em, em Cán Lộc gần. Cán Lộc à. Dạ. Vậy nếu mà quen nhau thì anh thì xác định khi nào đến hôn nhân ạ? Tầm cỡ một năm thì khoảng thời gian đó là chắc đủ dài để hai đứa hiểu nhau. Em không biết, nhưng mà em đi bói người ta bảo là em 29 tuổi lấy chồng, hôm nay 28 rồi. Ủa vậy? À, thì đúng rồi đó, từ nay đến đó là vừa đủ một năm rồi đó. Ủa kỳ ta, nếu mà em là 94 hả? Khai sinh là 94 nhưng mà tuổi đẻ là 93. À, 93. Dạ. À, vậy gái hơn 2 thì cũng được mà. Em quen một người ít tuổi hơn thì em suy nghĩ sao? Không thấy bình thường, tùy vào hai người cảm thấy tình cảm như thế nào. Thì anh xác định là nếu mà đến được với nhau thì anh sống sinh sống ở đâu ạ? À? Nhà anh thì con anh với mẹ anh thôi. Hướng của anh thì anh vẫn muốn là lập nghiệp ở trong miền Nam này. Con không biết hướng của em thì như thế nào? Em ở trong này cũng quen thôi. Tại vì khi em vào thì bây giờ có chị và em gái học ở trong đấy luôn. Thì bây giờ chị và em gái cũng gần em luôn ạ. Về này có nghe câu là em là kiểu như đi làm khoảng thời gian đó. Ví dụ như nếu mà hai người quen nhau thì một tuần em gặp anh mấy lần? Dạ, thứ bảy chủ nhật em thứ bảy. Còn lại là ngày thường là em bận hết. Dạ. Sở thích của anh là gì ạ? Sở thích anh thích nhất là kiếm tiền. Anh thích kiếm tiền và anh thích sai những đồng tiền anh kiếm ra. Anh ngay đi làm tối anh đi chạy xe ôm. Ôi cưng quá vậy. Còn em thì sao? Bình thường để mời thì mình có nghe nhạc, rồi mình rảnh rỗi thì mình gọi về nhà. Có thích đi chơi không? Có thích đi du lịch đâu có đó? Có thích đi du lịch. Ví dụ mà người yêu rủ đi du lịch thì có đi không? Du lịch gần như xá thì khi nào xác định cưới hoặc là gì đó rồi thì mình đi. Còn hẹn nhau đi. Về Hà Tĩnh một ngày không xa đi. Yeah. Mình tiến tới, mình nắm tay với nhau, mình cảm nhận và nói những cái gì suy nghĩ về đối phương. Một câu sau rồi mình kết thúc, mình bấm nút nào. Em nắm đôi tay em cảm nhận sao em đi làm nhiều. Đúng sự thật là sơ vô tay nó có nhiều vết chai chứ không phải là nó mềm như những bạn khác. Khô đúng không? Khô đấy. Rồi. Bạn này rất là siêng và rất là chịu thương chịu khó. Cái mặt đẹp vậy tôi không có nghĩ là bạn chịu thương chịu khó vậy luôn á. Cưng quá. Cả hai đứa luôn á. Sao? Nghĩ gì về người đối diện? Em cảm nhận anh ấy thế nào? Em thấy tay anh ấy lạnh. Lạnh hả? Dạ, làm cho tay anh ấm đi. À, nắm đi, nắm tiếp đi. Rồi tay em gái, cảm nhận em gái thế nào? Nói chung là tay bàn ấm áp. Người ấm áp, người lạnh ngắt. Được rồi đó. Bây giờ đã đến lúc chúng ta để tay vào nút bấm và quyết định xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nửa mảnh ghép đó sẽ thể hiện bằng cái nút bấm. Nếu mà các bạn thực sự mà cảm mến nhau á, thì cũng không cần phải đến nút số 3 thì mới bấm nha. Nút số 2 là có thể bấm được liền. Ví dụ bây giờ là 2 nè. 3. Nút đó, thấy không? Biết là bấm mà. Nút bên đây kỳ quá. Bấm mà cũng nhẹ nữa, nhẹ nhàng. Cô giáo bẽn lẽn dễ thương nha. Mắc cỡ, chàng trai cũng vậy. Hôm nay các bạn rất là hợp với nhau, thấy gương thiệt mặt đó. Thiệt đẻ con đẹp lắm nè. Mẹ thấy không, xứng nó đẹp ghê không mẹ. Thiệt, không bấm là tôi tiếc dữ lắm luôn á. Nắm tay nhau đi. Rồi nói với ba mẹ cô gái, gia đình cô gái đang xem đó. Mình nói chuyện với gia đình bên đàn gái trước đi. Con với lại con của hai bác có gặp nhau đây, với giờ tụi con sẽ tìm hiểu nhau. Nếu mà một ngày mà con được về nhà hai bác chơi thì chắc là ngày đó là hai đứa con chắc sẽ tiến tới hôn nhân. Xin phép hai bác. Dạ, con chào bác ạ. Cảm ơn các bác đã đến tham gia chương trình hôm nay ạ. Mặc dù đường xã xa xôi thì hôm nay con gặp anh đấy thì cùng là một cái duyên ạ. Thì con xin bác cho hai con có một cơ hội tìm hiểu nhau ạ. Rồi, bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi má của em nè, đôi má hồng hồng nè. Em nghĩ cái đó thì mình nên nó riêng tư một xíu chị ạ.
Dạ không anh, cái này là cái format của chương trình tôi rồi anh. Cái duyên tư anh làm chuyện gì tôi không biết. Bây giờ format chương trình lại anh phải hôn cái hôn đầu tiên lên má của bạn gái anh nha. Rồi. Anh làm vậy có được không nhỉ? Được. Được. Bên nhà gái tôi đồng ý rồi. Cái đó là hôn con. Hôn đây là hôn con. Đây nè, ở đây. Hôn ở má. Đó. Cỡ này, cô gái mắc cỡ dễ thương quá à. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1, năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến kết quả tốt đẹp. Bơ Đắk Lắk chín ngon lắm, mình lột ăn ngon lắm. Ừ. Em có về xứ nghệ với anh không? Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có những cái nụ cười, những cái niềm vui. Và chắc chắn hạnh phúc sẽ sớm đến với họ thôi quý vị.